Trưa nay ăn gì mệt thứ ơi? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức món giòm xanh xào cùng với gia đình anh chị Dụng Thu tại chợ thứ 11 nha các bạn. Mùa này thì ở thứ 11 có rất là nhiều giòm xanh. Anh trộn lên cho em coi. Trộn lên cho em đi. Giòm xanh xào đậu ấy. Ở trong này nó có cái lá gì vậy? Lá quế tức là cái này là cơm dộp. Giòm xanh. Nhưng mà mình nấu sao? Giòm xanh xào lá quế công đoạn sao? Thứ nhất mình phải rửa sao sạch để mấy cái. Có ngâm gì không? Ngâm rồi bỏ muối này kia hay là ngâm gì? Nhưng mà rong rêu nó bám trên cái vỏ này nhiều lắm thì làm sao rửa sạch được? Con này nó đâu có bám rong. À, tức là rửa tới mấy chục nước luôn hả? Rồi sau đó thì khi mình xào lên thì xong mình bỏ lá quế vô. Rồi. Rồi cho thơm. Bỏ xà vô xào. Rồi. Nhìn hấp dẫn quá mọi người, lý do gì? Bỏ lá quế. À, và thời điểm này thì các anh chị mình có thể mua giòm xanh trực tiếp tại chợ thị trấn thứ 11 với mức giá là 20.000 đồng cho 3 kg. Và nếu các anh chị mình muốn ship tận nhà thì hãy liên lạc với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Không, cái này ngon hơn nè ông ơi. Miệt thứ là phải ăn cái này. Mùa này chỉ có mùa này mới có thôi. Rồi, chúc mọi người ngon miệng. Bye bye.